nói không điêu nha, nhưng mà ở Việt Nam mấy người có cái set này. Nguyên đai nguyên kiện, hôm nay bạn mình vừa xách tay trực tiếp từ bên Malaysia về cho mình đây. Thùng này mọi người ạ, ở ngoài màu hồng thì nó xinh lắm luôn ấy, màu hồng nhẹ nhàng, nơ đen này, black pink. Đây cái hộp đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ đập hộp thôi. Mở ra nha. Cái set này thì là đây là set B mọi người ạ. Nó sẽ có hai set A và set B. Đây, chúng mình có hai chiếc túi giấy, một size lớn và một size bé. Vừa rồi sao bức hàng không ra cái túi này luôn. Khi mà bán cái bộ Blackpink này không đi kèm cái túi này ấy, tất cả các nước đều ra, Việt Nam cũng ra nhá, nhưng mà sao bức hàng không có. Thấy không? Bộ kết hợp với cả Blackpink như là cái giấy bọc ấy, nó cũng là màu đen luôn ấy. Cái ly này. Tôi biết cái ly này mọi người ạ. Mọi người nếu là fan của Blackpink hoặc là fan của Roche, mọi người biết cái bình này đúng không? Thực ra cái bình này không phải là cái bình Roche Big ở trong cái video của Starbucks, nhưng mà mình có xem một cái ảnh ấy là Roche cầm cái bình này xong rồi chụp ảnh tự sướng. Nó nè. Chính là cái bình này là bình Roche cầm xong rồi chụp ảnh tự sướng với nó này. Và bây giờ theo mình được biết là cái này ý, ở Star Việt Nam đang có bạn bán là 2 triệu gì đấy, nó bị giá lên rất chi là cao sau khi mà Roche cầm cái bình này và chụp ảnh. Ui, xinh nhỏ mà nhẹ nhàng, cầm nhẹ nhàng dã man. Giờ chúng mình sẽ đập hộp tiếp. Cái này thì tôi biết này, cái này sao bức hàng có ra. Cái màu này là màu ombre mọi người, ở dưới nó sẽ là phớt phớt hồng nhá, xong rồi ở trên là bắt đầu nó hồng đậm lên một chút ấy. Xinh quá. Cái này thì ở bên trong là inox các bác ạ. Đây, bên trong là inox như thế này này. Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi chưa dùng cái bình dáng này bao giờ cả, nên tôi hơi bị băn khoăn về cái nắp này nhá. Cái nắp này cảm giác là nó sẽ bị chán nước ra ấy. Không biết là bác nào đã dùng cái dòng này rồi thì có thể cho tôi xin một lời review xem là cái này có bị chán nước ra ngoài không nhá. Đây, một chiếc hộp. Cái này thì theo tôi biết là cái này là bình gai thì phải, của Roche Bích đúng không? Hình như là của Roche Bích này. Đây, em bình gai này. Đây. Ý, chiếc này bây giờ giá Việt Nam hay là giá Pháp Hàn nó đều là tầm 1.400.000 bao nhiêu đấy mọi người ạ. Đến là chúng mình có cái gì nữa đây. Cái này tôi biết, cái này tôi biết là chỉ có Starbucks Hàn nó cũng bán, nhưng mà Starbucks Hàn chỉ bán on thôi. Nên là đây là lần đầu tiên mà tôi được cầm cái bình này trên tay. Cái bình này có phải là Chisoo Big không mọi người? Tôi không nhớ cái clip đến lắm, nhưng mà hình như là cái bình này tôi nhớ không nhầm là Chisoo hay là Roche Big ấy nhỉ. Các bác mà nhớ thì hãy comment lại cho tôi nhá. Tại vì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi nhớ là một trong hai cái bình này là một cái là của Chisoo Big, còn một cái là của Roche Big, nhưng mà tôi không nhớ là cái nào. Theo tôi được biết thì nó được làm từ bã cà phê mọi người ạ. Ở bên trong thì nó sẽ là nhựa như thế này thôi nè. Đấy. Nhưng mà cái phần nắp ấy nó khá là chặt ấy, nên là tôi nghĩ nó sẽ không bị tràn ra ngoài đâu. Đấy. Ui, xinh quá đấy. Nèo. Đây là cái gì đây? Cái tag của Malai nó hơi buồn cười các bác ạ. Tại vì là đây nhá, nhưng mà cái bình này nó chỉ có một cái phần tag như thế này thôi, nó không có một cái tag nào khác nữa ấy. Như của Hàn nó có một cái tag dán ở ngoài nữa không. Chiếc này hình như là ở Việt Nam, Starbucks Việt Nam có bán đúng không các bác? Nhưng mà Starbucks Hàn không có này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cái chiếc này. Xinh quá nè, cái màu hồng ở ngoài xinh quá nè. Còn một cái hộp nữa, còn vẫn còn 3-4 món nữa cơ mọi người. Cái này thì Starbucks Hàn cũng ra, nên là tôi đã được cầm nó trên tay cái hôm ngày 25 tháng 7, hôm mà Starbucks Hàn ra rồi. Mọi người đã xem cái video mà tôi review chưa? Tôi biết cái này, đây là cái tạp dề mọi người ạ. Cái này Starbucks Hàn không có, hình như cái tạp dề này Starbucks Việt Nam cũng không có luôn. Đây. Chiếc tạp dề. Bác nào mà hay chăm chỉ nấu ăn thì có thể mà sắm em tạp dề Blackpink chính hãng này. Rồi. Keychain. Cái này thì Starbucks Việt Nam cũng ra rồi này. Đây là quyển bọc hộ chiếu passport cover. Tôi bóc cái này ra coi nhé. Cái này hình như là Việt Nam có ra không? Tại vì là mình ở Hàn ý, lâu quá nên là không kịp về để xem cái bộ của Việt Nam ra những cái món nào luôn ý. Đây, ở bên trong nó sẽ như thế này, cũng xinh nhỉ. Bây giờ mình cũng thấy là mọi người đang tìm cái này nhiều lắm. Một chiếc cốc sứ cuối cùng nữa.
trôi ơi, cái cúc này xinh thực sự luôn các bác ơi. Starbucks Hàn nó cũng không ra cái cốc này, nhưng mà tôi nhớ là Việt Nam thì mới ra cái cốc này, thì phải Starbucks Hàn nó chỉ ra cái cốc xứ màu đen thôi, màu đen mà lòng bên trong là hồng, là cái mà Jenny Bích ý. Cái này cũng xinh mà. Đây là các món có trong thùng các bác ạ. Trời ơi xinh quá, không bỏ công chờ 3 tuần nha. Tôi không phải là cái người đam mê màu hường đâu, nhưng mà nhìn cái này tôi vẫn bị thấy kiểu bị lôi cuốn mê dã man luôn ấy. Xinh thực sự luôn. Hẹn gặp lại các bác ở video đập hộp lần sau nhé. Bye.